bình chân như vậy, xem nó vô trách nhiệm, nó không có một cái chi hết á. Đấy, tất cả những cái lời của nó nói bà con cứ nghĩ là đó giống như là cái vấn đề là nó tự nhiên nó tới thôi, chứ nó không có một sự dàn xếp. Đấy. Đấy. Mà bây giờ bà con thấy là cái tất cả những cái phim đấy nó phản cảm quá. Một người mà có một cái sự nhận thức đấy, thì không ai mà đưa lên lên cộng đồng mạng cả. Đấy. Mà đưa lên cho đã, bây giờ mà chắc là cái phủi phủi hết trách nhiệm. Không quét được đâu anh. Không phải đâu em, không phải đâu. Ý anh nói là cái bộ phận trong cơ thể người thì bất kỳ người kinh hay người người nào cũng vậy, họ cũng biết là cái vị trí nó ở vị trí nào, mà cái đấng mà thánh thần đó, nó là một cái đấng thiêng liêng. Cái kiểu giống như ý em giải thích cho huynh hiểu như thế này nè, em nói cho huynh nghe vậy nè. Giống như có cái từ huynh huynh muội muội quý vị, cái ban nhóm là cái chung một cái vậy đó. Cứ ai điện thoại tới là huynh, rồi xưng đệ, rồi huynh xưng muội. Đấy, nên tôi nói là cái trời ơi, bây giờ nó chơi những cái ray là cái như là cũng như phim Hồng Kông đó. Đấy. Quynh muội rồi tí muội rồi cái như là cái đồng ngân đồng đồ, nó làm cái gốm ói quý vị, mà nó làm nó nói toàn là những cái ngôn từ là cao siêu mà nó làm ở Trung Quốc. Là tôi xin ẩn vị đó là ở tại trong tâm tôi. Tâm của fan là một giống như người Khmer họ nghĩ rất là đơn giản, nó nằm dưới cúng cúng là cái tâm, nhưng đó là cái đó là nằm trong tâm đó, nên đó là nhiều khi là bị phát ngôn sai, cái lời nói nó bị sai chứ không có ý gì hết, anh hiểu không? Mình phải nghe mình hiểu được họ rồi mình... đây đây nó nói nè, đây nó nói nè, còn con fan nói nè, thước phim này cũng là chính nó đưa lên luôn. Ta phải đưa thật thì quen đưa lên khẩu của ta. Ta nhốt ta với cúng rúng là âm đạo thì biết chưa? Các bạn nghe nha. Khẩu của ta. Ta nhốt ta với cúng rúng là âm đạo thì biết chưa? Nói thật thì quen lên đúng không? Thật sự mà vô mà nghe nè. Thước phim của mày đưa lên đó. Bình thường không có đem lòng tôn kính đâu, vì ta là người phạm sáu chồng với chúng sanh bọn người đó. Bình thường rồi nè. Thấy chưa, nhốt với cung cúng rồi đó. Đây là người bình thường nè. Phải đưa thạch thì quen đưa lên khẩu của ta. Ta nhốt ta với cúng rúng là âm đạo thì biết chưa? Các bạn nghe nha. Khẩu của ta, ta nhốt ta với cúng rúng là âm đạo thì biết chưa? Ngươi muốn thật thì ven lên đúng không? Đợi chút đi. Bình thường ngươi không có đem lòng tôn kính ta đâu, vì ta là người phạm sáu chồng với chúng sanh bọn người đó. Đấy, nghe pháp sư. Đấy, cái phim này của đứa nào đưa lên đây. Nó ma mị mà nó thật sự á, đúng không? Những người thì bất tiền người. Nó ma mị mà nó thật sự quý vị, nó không dám thừa nhận. Đấy. Dạng dạng cái câu ông bà xưa nói, câu có gan làm mà không có gan gan chịu quý vị. Chơi mà chơi chạy. Đấy. Chơi mà chơi chạy đấy quý vị. Làm mà cái như là đã có gan 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 chơi mà không gan chịu chơi mà chơi quá dơ chứ. Mục đích là để đưa ra nó các bản chất nó chơi quá dơ. Đấy. Thế còn cái vấn đề này thì nó thật sự quý vị ai cũng hiểu rất rõ rồi, chứ đâu phải là không hiểu đâu. Chẳng qua là bây giờ mình ngồi để mà đưa ra những cái bằng chứng để chứng minh rằng cái bản chất bọn này nó chơi dơ. Đó. Bây giờ nó phủi hết mọi trách nhiệm. Nó không có bất kỳ một cái trách nhiệm gì cả. Thì những kẻ này mà Mạnh Thường Quân tôi không nghĩ sao mà cái tin tưởng gửi tiền cho đi làm thiện nguyện tôi cũng hay chứ. Đó. Mà không biết là đồng tiền quý vị gửi nó có cái phước gì hay không. Đấy, mà tôi thấy là cái họa đấy, chỉ cần xúc phạm đến cái tôn giáo là bị là người ta cái lên án quá nặng nề, là quý vị cũng đã có những cái tội. Còn cái như phước đâu ra? Phước đâu ra mà đi đưa tiền cho mấy thằng này, nó đi ma mị cộng đồng mạng rồi cái như là gọi là để giúp người ta phước. Người nào cũng vậy, họ cũng biết là cái vị trí nó ở vị trí nào, mà cái đất đó mà thánh thần đó, đó là một cái đấng thiêng liêng. Cái kiểu giống như ý em giải thích cho huynh hiểu như thế này nè, em nói cho huynh nghe vậy nè, giống như là
tôi xin ẩn vị đó là ở tại trong tâm tôi. Tâm của Ven là một giống như người Khmer họ nghĩ đó, rất là đơn giản, nó nằm dưới cúng cúng là cái tâm, nhưng đó là cái đó là nằm trong tâm đó. Nên đó là nhiều vài bữa con Ven, vài bữa con Ven mày bắt cái như là cái gia đình của thằng pháp sư đó, mày nhốt vô cái tâm của mày nha, nhốt vô tâm của mày mà pháp sư vừa nói đó. Đấy, cung rúng của mày là gọi là cái tâm đó, mà cách cung rúng một gan cũng gọi là cái tâm đó. Đấy, thiệt pháp sư đúng không, theo mày nghĩ là đó là cái cung rúng là cái tâm đó gì, còn cái câu mà con Ven nói là cái như là âm gì đó biết chưa, đấy là cái chảy vài bữa nó bắt mà nó nhốt ở đấy đó, mày mà loạn chọn mày đẩy nó chịu trách nhiệm một mình, nó bắt mà nó nhốt ở đấy đó, chứ mày đừng có tưởng đi mà đi thắng biển đi mà cứ như là để mà cái như là đánh lừa cái dư luận mà còn không biết diễn giải ra một cái chi nữa. Mà bây giờ nó thật sự đấy, đồng bào dân tộc nào cũng vậy chứ, cái rúng là cái rúng, cái đầu là cái đầu đấy, làm thì có cái chuyện mà cái câu này mà ví chỗ bộ phận kia, hiểu không? Khi là bị phát ngôn sai, cái lời nói nó bị sai chứ không có ý gì hết, anh hiểu không? Mình phải nghe mình hiểu được họ rồi mình phải nhận lại cái họ, tại vì người Khmer người ta suy nghĩ nó đơn giản, nó nói tiếng Kinh nó không có đúng, không có đúng cái ngôn từ của mình, nên nhiều khi cái đó thì mọi người bắt bẻ, mọi người nói sai, tại vì cô ấy là người Khmer chứ không phải là người Kinh mình. Nếu mà đúng là người Kinh mình mà con em hỏi sao mà để tình trạng này xảy ra như vậy, tại vì tôi hỏi quý vị bây giờ con Ve đang nói tiếng Kinh còn rành hơn cái như là thị trường rồi chứ nó đâu cái đâu quý vị, nó người Khmer nó tiếp xúc người Kinh quá nhiều đấy, mà chẳng lẽ bây giờ bộ phận trên cơ thể người không hiểu đấy, chẳng là nó không có đủ một cái nhận thức, mà nó khùng đến mức mà nó không đủ nhận thức, mà bây giờ cái chỗ cái âm đó mà nó nói là cái tâm, mà chẳng lẽ bây giờ thị trường nó cũng khùng theo quý vị. Chẳng lẽ bây giờ một mình con Ven nó khùng cũng đủ mệt rồi, mà bây giờ thằng Trường nó khùng theo thì cũng hơi bị điên đầu đấy. À, bây giờ nghiêng cái chỗ đấy mà nó nói bây giờ người Khmer nói là không có sự nhận thức. À, thế bây giờ thằng Trường nó nhận thức đấy, cái đoạn mà vừa rồi tôi đưa cho quý vị đó, thì đó là nó là bây giờ cái như nhốt ta dưới cuốn rúng là âm đây biết chưa, đấy là cái như thằng Trường nó là cái chỗ nào. À, vài bữa Trường thử đi, Trường thử nó con Ven á, thâu Ven ơi, Ven nhốt Trường vô chỗ cái tâm của Ven đi. À, vừa rồi mà thấy hậu quả là nhốt hộ pháp vô cái thả ra cái điên điên khùng khùng chưa. Đấy, tôi thiệt như quý vị, chỉ cần mà con Ven nó mà nó nhốt vô đấy là cái gì tháo ra là điên điên khùng khùng hết. Hộ pháp vừa rồi con Ven mới vừa thả ra mấy ngày là cái gì chạy loạn hết kênh này kênh khác kia chửi. Đấy, loạn chọn tôi nói là vài bữa tới thằng pháp sư. Rồi nó thực sự mà không còn cả như ai nhốt vào đầu nó bách củ cải vô đấy nó bỏ đấy. Đấy, cẩn thận. Lũ bay cái đi. Đưa ra người này chịu trách nhiệm kia, chịu trách nhiệm mà bản thân bay quá hèn. Thật. Hay là người Khmer không có hiểu được cái ngôn ngữ, không có nói cái ngôn ngữ cho nó hay, nó hoa. Nên nó nói như vậy á. Tôi hiểu á. Cái vấn đề đó thì dù anh nói nè, dù là người nào vẫn nữa nhưng mà đã phát ngôn lên cộng đồng mạng thì tất cả các em cũng phải là rà soát lại những cái thông tin đó, vì cái này nó liên quan đến là một đạo giáo đã. Dạ, liên quan đến thì là đạo. Em đã nói như vậy đó thì dạ. Em biết cái bây giờ anh em nói này Trường để anh nói này. Dạ. Trường mới nói vì anh điện qua. Dạ. Cho em thì anh cũng muốn là nó rõ với chị biết, nên là anh nói em nghe hoặc là em nói anh nghe chuyện đó là nó bình thường đúng không? Ừ. Dạ. Ừ, cho nên cái vấn đề giả sử như tất cả các em mà đưa tin lên thì cũng nên phải có cái sự chọn lọc, cái sự mà rà soát lại tất cả những câu từ, vì là cái nền tảng mạng là nó một nền tảng là trí thức mà đưa lên đó những cái vô tình em đưa lên đó là mang chắc là em đang cổ xí những cái sai cái trái, mà cái này là em đang gọi như là mang chắc là gọi như là cái vô tình hay cố ý thì anh không có cần quan tâm đến những cái em thấy nó rất phản cảm. Đấy, với là cái vấn đề mà nhưng mà hành canh hành đồ tất cả kiểu đó thì đến như lần thì ta cũng phải là gần như là cũng có những cái cơ duyên, cái vấn đề đấy anh nghĩ là có chứ không phải là không, nhưng mà có như thế nào đó chứ không phải là cái này. Anh thấy có một cái trong những cái thứ khi anh thấy cái sự ngụy tạo đấy thì anh thấy là cái vấn đề này anh nghĩ là Trường nên xem lại yeah. Vì vấn đề này anh thấy là thiên về cái vấn đề là truyền bá cái gì đó ăn mơ tính là nó nhiều hơn chứ không phải là dạ, dạ,
Dạ thì em nói anh nghe, nếu anh nói với chuyện báo mày tính gì đâu, đúng không? Anh nói chuyện báo mày tính gì đang vậy, em hỏi anh một câu đơn giản thôi, chuyện báo về cái gì? Thì đó, những cái thông tin mà như mà thần thánh, Phật pháp rồi tất cả kiểu là anh thấy là có những cái mà nó không phù hợp ở trong cái chánh pháp. Anh nói truyền bá mê tín dị đoan, vậy em hỏi anh là hiện tại Ven đang truyền bá về vấn đề gì? Cái Ven là người phát ngôn, còn truyền bá là bên em. Những kênh YouTube là truyền bá em. Nếu mà anh nói bên em truyền bá mê tín dị đoan, vậy em hỏi anh đơn giản là em truyền bá về vấn đề gì được? Cái đạo pháp. Cái đạo, cái pháp, cái lời, cái nói. Cái đó là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái lời nói. Mà từ khi em nói, nếu mà truyền bá mê tín là dị đoan, là anh nên coi lại cái truyền bá mê tín dị đoan về nhiều vấn đề, chứ không phải là anh nói gom lại một cái anh dồn qua tụi em là không đúng. Truyền bá là sao? Coi bói, bán thùa, bán ngải, bán phép, cái đó mới gọi là truyền bá mê tín dị đoan. Hoặc là nhà có ma có quỷ, cái đó là truyền bá mê tín dị đoan. Còn tụi em cái này là Ven chưa bao giờ nói là xưng ta đây ông thầy này ông thầy nọ, và cũng chưa bao giờ nói tôi làm được việc này việc nọ với cộng đồng mạng. Cái lời nói, cái nhận thức, cái tâm, cái thật là tự con người mình nghiệm ra. Và trong lúc nói chuyện trên đó, chưa xưng danh, xưng tính, chưa xưng cái ngày gì hết, nói những lời đó ra, ai giác được thì học, ai không học được thì bỏ ngoài tai. Cái đó là cái thật, cái tâm của mình muốn tu, mình đẹp. Để con Ven truyền bá đấy quý vị. Cái ai mà nghe được thì học, còn không học được thì thôi. Đấy. Mà mấy vị mà vừa rồi học được chắc là cũng cung phụng tiền nó cũng hơi nhiều đó. Đóng học phí quá vậy. Đóng học phí để vô học được những cái ngu đó. Đấy, những mạnh thường quân nó bây giờ mà nhảy vô mà để mà a vô cổ xí con Ven đấy. Những ngày vừa qua chắc nộp học phí để mà học cái chữ ngu nhiều quá rồi quý vị. Đấy. Phật pháp mà bắt nhốt chỗ này, nhốt chỗ kia đấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị bây giờ chỉ cần không cần thiết thì phải nhốt ai nhiều, bắt mỗi thằng pháp sư thôi. Nhốt người đấy. Dục cái mặt vô đây, tôi đảm bảo quý vị trong vòng hai nốt nhạc thôi là nó thở không nấu rồi. Mà bày đặt lên cộng đồng mạng bây giờ nó như là chơi kiểu lấp lỗ. Đánh cái cội nguồn của Phật pháp để mình lắng cái tâm mình xuống mình tu, chứ không có gọi là truyền bá một thứ gì cả. Cái này trong kinh sách, trong có đồ cũng có, đã người ta cũng có nói thì đó, em có bao nhiêu em chia sẻ là anh thấy như mong anh quan hỷ hiểu cho tụi em. Đấy, anh nói em nè, ý của anh nói là hồi trước giờ đó em có nghe là thánh robot đồ gì hay không? Cái vấn đề đây là Ven đã nói là tôi không phải là nhận đã trong lời nói, tôi chỉ là robot sắt đá, chứ chưa bao giờ nói là tôi là thần thánh robot sắt đá gì mà. Robot sắt đá vẫn có linh hồn để mà nhập vô hệ cơ sở trường. Ủa vậy chứ em hỏi anh đơn giản thôi, từ khi tụi em mà giống như Ven mà đứng sinh ra tôi là ông thần này ông thần nọ thì nói còn này nói chuyện bình thường thôi, thì đó giờ tôi nói giờ miệng em nói được mà, em là robot sắt đá, ai muốn làm gì làm, ai muốn chửi chửi cũng chuyện bình thường. Mình cứ cho người ta, nếu mà mình đã cải lý ra thì cái vấn đề này nó nhiều cái nguồn để mà mình nói. Còn cái vấn đề như em thấy sao thì để vậy, cái này không có truyền bá gì cả, mình cũng một cái gì đó, một cái lời nói tự mọi người nhìn nhận ra, giống như là truyền tai nhau nghe ở cái người này có muốn giúp bà con mình cái vấn đề tu nó ngắn gọn là như thế nào đó thôi. Cái vấn đề này là tu cấp tốc quý vị, giống như pháp sư nói là giống như cô Vê nói là bây giờ tu cấp tốc á, để nó đi đường tắc á, chứ còn đi đường bọc là nó đi đường bây giờ nó đi đường bọc thì nhanh tới. Đấy, bà con thấy không? Ven đi đường bọc phát là trong vòng một thời gian ngắn là bắt đầu nhà cửa đầy đủ. Đấy, xe cộ là cái như là vi vu luôn. Đấy, có một cái phim mà nó quay với cậu cho con tới phút. Nó nói thẳng quan điểm luôn mà, bây giờ nó đâu cần ở đâu, tất cả đủ rồi. Đó, tất cả đủ rồi. Mà bây giờ đó nó chỉ là con tiêu thuốc nó hỏi rằng cái sau này nếu mà tiêu hết tiền đây á thì Ven làm chi sống. Nó đi bán vé số lại. Ngày bán có 20 tờ, bán tượng trưng thôi, bán để mà cái gì? Bán mà để coi như là giống như là cũng là đầu đậu trần chẳng làm đất. Nó ngày sau này nó hết tiền ăn thì nó đi ra bán vé số thôi. Bán để gieo duyên ngày 20 tờ cũng được. Đấy. Nó đi bán vé số cũng gieo duyên được quý vị. Bà con thấy cái sự là ma mị. Nó nghĩ rằng chắc khi nó ra bán với số nữa rồi người ta kể như thấy nó thế người ta cho tiền nữa để nó gieo duyên đó quý vị. Với số chỉ là một hình thức thôi,
đấy là chẳng qua là một cái chiêu trò thôi, chứ mục đích của nó bây giờ trong đầu của nó cũng đang nghĩ là bây giờ sau này hết tiền nó cũng đi gieo duyên mà, cũng đi bán vé số một ngày 20 tờ thôi mà, nó bao nhiêu đó đủ kiếm ăn rồi, đủ ăn rồi, đủ sống rồi, nó đâu cần đó. Đó. Anh thấy nó có những cái nó không phù hợp này. Thứ nhất đấy là khi em đưa một thông tin lên, em kể như là thấy cái vấn đề là không có một cái sự xác minh ngay cả về những cái câu từ chọn lọc. Trong cái vấn đề mà gọi là nó quan trọng nhất ở đây, đó là những cái vấn đề liên quan tôn giáo. Anh thấy là những cái câu từ mà Ven đưa lên từ cộng đồng mạng nó phản cảm, và để người ta kể như là dậy sóng ngày hôm nay do những cái câu từ liên quan đến tôn giáo rất nhiều. Cái như cái thứ hai nữa đó, cái vấn đề mà nhận cái thợ lọc của tất cả các mạnh thường quân mà gửi gắm, thì vấn đề Ven dùng cũng không đúng, đúng không ạ? Từ trước là Ven là một người bán vé số, mà cả như anh đã thấy là những hình ảnh ban đầu là những người là cái như là khổ chứ không sướng gì, nhưng sau khi nhận cái thợ lọc của mạnh thường quân thì mua tất cả những cái vật dụng gọi là xa xỉ, thì vấn đề đó thì anh nghĩ là tiêu hoang phí trong cái đồng tiền của mạnh thường quân. Cái điều đó là anh cảm thấy là vấn đề thứ hai là nó không phù hợp. Vấn đề thứ ba này đó, nếu mà xây dựng một căn nhà mà để là lưu trú thì cái chuyện đó là được, nhưng nó mà xây dựng lên mà để cho kể như là hành căn để mà kể như là phổ độ chúng sanh á, thì cái này anh càng thấy là chuyện sai nữa. Vì hiện thời điểm bây giờ đó, Ven chưa phổ độ ai nhưng mà đã tiêu tốn tiền của mạnh quân một cách là kể như là vô tội bại. Thế quan điểm anh, một người nhìn nhận trên một cái sự mà kể như là nó những cái nó đã diễn ra, thì anh thấy điều đó là không phù hợp. Quan điểm của trường như thế nào về ba vấn đề này? Dạ thì cái đó thì em anh nói thì sao em nghe vậy, nhưng mà em nói là nếu mà vấn đề tiêu xài hoang phí của tỉnh tài của mạnh thường quân á, thì cái đó là em chấp nhận, là nói là em góp ý là em nói sẽ nói với anh như vậy. Cái vấn đề tiền bạc của mạnh thường quân là cái người mà đang cầm những đồng tiền nó xài hoang phí, hoặc là chưa có, mình phải hiểu cái chống vấn đề. Anh cứng miệng quá vậy, cái đoạn này là tôi để cho nó nói. Nó nói cho đã, tôi hỏi ba câu rồi cứng miệng. Đấy, nói là lấp bắp liền. Đấy, cái chúng nó là vậy đó. Nó nói đi, thì đấy bây giờ nó phố độ chúng sanh đấy, những ngày vừa qua nhận tiền mạnh thường quân làm trò gì đâu. Đấy, bắt đầu là cứng miệng nha mấy. Nó nói để cho nói cho tôi dành đó là chị. Và mấy cái chúng là để quý vị. Bà con để ý cái là khi mà đụng tới là cái đầu nó nhảy là nó bóp đầu là mình chăn lại phát mình quất nó hai ba câu đầu là đơ miệng đơ mồm liền cái máy. Đó. Dành nói cho lắm. Cái gì cần nên biết. Nhiều khi những cái chuyện mà mình đi giúp đỡ người khác cũng lẽ giờ mình cũng phải lo làng lên là tôi giúp đỡ người đó hay sao. Đây vô lý nè. Cái đây mới vô lý nè. Đó, nó đi giúp đỡ người khác chẳng là bây giờ phải la làng lên. Anh là một thằng YouTube, anh đi làm mảng thiện nguyện mà nói anh đi giúp đỡ người, chẳng anh không có thức phim quay lên chuyện tào lao đấy. Cái chuyện không thể chắc anh nghe tôi nói quý vị, nó tận dụng từng cỡ như là hoàn cảnh luôn, giúp hoàn cảnh là nó quay hoàn cảnh đó đó. Nhớ đừng nói là bây giờ chẳng lẽ cái đi giúp hoàn cảnh rồi tôi quay lên tôi la làng lên, mà ông đi ông bỏ tiền của người ta ra giúp chứ tiền gì của ông. Đấy, ông chẳng qua nó thật sự giống như một thằng shipper đó. Đấy. Ông mang chắc ông trao dùm cho dễ chi mà ông bỏ một xu của ông ra mà cứ nói cái chuyện giống như là một kẻ cả. Và nó ma bị những cái mà tôi thấy cảm thấy là thấy nó có những cái mà nó sai quá nhiều đi tôi mới nói. Đúng không? Còn anh thì mỗi người có một cách suy nghĩ, nhìn nhận nó khác nhau. Chứ em giờ em giải thích ra sao được nữa. Em giờ những như là mọi người đã có một cái ý nghĩ đã như vậy rồi thì cứ cho là như vậy. Chứ bây giờ em lại càng giải thích ra thì mới là anh với lại những người khác cũng lại càng kêu em rồi. Nói này nói nọ nữa. Nói chung á, anh nói những cái nghĩ rồi chứ em giờ em sẽ em trả lời anh sao được. Đúng không? Còn cái vấn đề là xây nhà xây cửa thì ở đó là của bạn Nhàn Bùi, bạn ấy, Mạnh Thường Quân. Gọi tình tài của mình được quân gọi qua thì anh ấy tình tài đấy quý vị bà con thấy không? Dùng những câu từ giống như nó, một người tu chính hiệu. Còn tình tài động tới là bắt đầu nó chỉ thằng này thằng khác thằng kia dễ chiêu đứng ra nhận. Bà con thấy từ trong cái quá trình nói chuyện tôi á, chưa bao giờ đứng ra nhận bất kỳ một trách nhiệm gì. À, lúc nó đẩy con Ven
đấy, lúc mà đưa cái như là khía cạnh cái người cái như là đồng bào thế này thế khác, đưa ra nói bây giờ cái liên quan nó nhà lách qua chỗ cái thằng Bùi đấy, cái đó thằng đó nó sống hèn đấy, sống quá hèn, bây giờ mà không dám đứng ra nhận bất kỳ một trách nhiệm gì, thế thì mày nghĩ cho cái kênh làm thiện nguyện chứ bây giờ mày quay rồi, mày quay vài bữa lọt khe ra rồi cái nói là bây giờ cái như là người này thế này thế khác nữa thì ai đâu mà tin. Đấy, bà con thấy vừa đầu nó quay trường hợp của là Thập Thị Tha đấy quý vị đó, rồi cái như là cũng quê làng quê xóm rồi đó, bây giờ nó là đi ra địa phương xác minh xác đồ, mà hôm nay bà con thấy xác minh địa phương cái chi chưa, chưa thấy bất kỳ một cái xác minh ở địa phương hết á, nó liên quan trường hợp Thập Thị Tha với Thập Tha đấy quý vị đó, nó rõ ràng là thế đó, mà cứ lên cộng đồng mạng gọi là cái như là ta là một người tử tế đó, bà con thấy sự tử tế nó ghê không? Quyền quyết định là do bạn ấy, và quyết định là do Mạnh Thường Quân, chứ em không có ý kiến, em cũng không biết được cái chuyện đó, mong anh thông cảm. Cái vấn đề là giả sử mình đưa một thông tin lên cũng có cái mặt tốt mặt xấu, em giả sử những cái mặt tốt mà ven làm được thì em cũng đưa lên cho Mạnh Thường Quân cộng đồng mạng là hiểu chứ, đúng không em? Từ cái lúc đầu cho tới hiện tại bây giờ anh nhìn lại bao nhiêu kênh quay và bao nhiêu con người quay, sao mọi thứ bây giờ dồn ép cho em sao em làm được, em đâu phải là người nào còn thế. Giờ nói ý nó nói bây giờ có rất nhiều kênh, tại sao không nói mà đi nói nó, vì sao nói nó? Tôi đã có những cái tôi phân tích rồi, những kênh kia đấy là năm chân bảy cẳng nó chạy hết rồi đấy, còn một mình nó bây giờ nó ôm con quen mà nó không chịu cái buông đấy, mà chắc cố đắp ăn xôi đấy, thậm chí bây giờ bà con thấy là những thức phim gọi là thiện nguyện của nó đấy, nó cũng đẩy hình con ven lên nó dễ chi mà nó buông con ven ra, nó khai thác triệt để đấy, mà cái tôi nói rằng nó là một người cờ vai sát cánh nhất con ven, bây giờ không chịu lên đứng lên cộng đồng mạng để có những cái câu từ để mong cộng đồng mạng tha thứ, thì cái điều đó gọi là cái một thằng bất chấp đấy. Bây giờ bản thân mình làm trước đi, khi mà cái nó thực sự khi mình đứng cộng đồng mạng mình xin lỗi, mình nói rất rõ những cái vấn đề cái ẩn khúc chỗ con ven đó, nó bây giờ nó giả thế này thế khác thế kia, thì đảm bảo quý vị thì bây giờ những cái kênh kia nó cũng phải rè đấy, mình làm sai mình đứng nhận trước đi, mất gì bây giờ cái phải đi cái như là ngắm chờ thằng hàng xóm cái như nó có đầu thú không, rồi mình phải thể hiện mình là một người có trách nhiệm đấy, thì đỡ Mạnh Thường Quân họ còn cái một niềm tin họ còn gửi gắm, chứ bây giờ mình quay hoàn cảnh nào thấy trước quốc hoàn cảnh đây nó không thể hiện bất cái sự trách nhiệm nào hết đấy, mà bây giờ vẫn là lên cộng đồng mạng như đúng rồi đấy. Vẫn đi làm thiện nguyện, vẫn bình chân như vậy, xem chẳng có việc gì xảy ra. Tôi thật nếu một người mà họ có cái lòng tự trọng đố bể cái chủ diện con ven đó, thật sự quý vị họ bỏ nghề luôn, đừng nói là bám theo YouTube để làm thiện nguyện. Nếu như họ có một lòng tự trọng thật quý vị là đố ra cái sự việc của con ven là họ bỏ nghề luôn, họ chấp nhận đi làm cái như là cu ly, đừng nói cái chuyện mà đi làm kênh thiện nguyện quay phim lên rồi cái như là lên cùng dẫn dắt dư luận. Mình phải hiểu là bản thân mình đó, mình đã có trách nhiệm chính những cái phim mà đưa lên hay chưa, rồi mới tính cái chuyện khác. Đằng này cái như là mình không hiểu, không hỏi bản thân mình mà đi so bì những người cái như là từng quay con ven đấy, mà bây giờ nó thật sự dù sao cả cộng đồng mạng cũng biết mình là một người rất rõ là mình đang ăn ngủ chung với con ven đó, thì biết rất rõ về con ven mà không chịu lên cộng đồng mạng để mà xin lỗi, mà cứ đụng tới đó là bà con thấy tất cả những cái đó là cái nó lách sang một hướng khác, đẩy sang cho người khác đấy, dòng họ đổ đụng chuyện là đổ thừa đấy, đổ người này đổ người kia quý vị, không biết nó là cái họ gốc chi, bây giờ nó họ đổ rồi đó, đổ lúc thừa đầu đó. Em có quản lý được ha, và hiện tại bây giờ cái những cái gì đó xấu xa nhất thì đổ dồn lại về em, thì anh nghĩ đi, em đang chịu một cái gì nên nó mong á mấy anh á muốn nhìn nhận câu chuyện đó, mấy anh đã thì mấy anh đang biết cái câu chuyện đó thì mấy anh nhìn nhận nó, thì mấy anh phải nhìn lại chứ hiện tại bây giờ chứ bây giờ mấy anh cứ dồn ép em nhờ điện thoại tới hỏi em vấn đề này thì họ sao em biết được trả lời mấy anh được, đúng không? Không phải là anh dồn ép em, mà anh điện với em mang chắc là trao đổi mà những cái anh đang là anh thắc mắc cái đó là chuyện mà đúng là anh đang thắc mắc vấn đề rất là nhiều thứ nên em á em không thể nào trả lời em hết được những cái câu hỏi những cái câu nói đó, tại vì bây giờ
rất là lùm xùm, rất là đủ thứ chuyện hết. Mỗi cứ nào cái mấy anh không hiểu, mấy anh điện lại, mấy anh hỏi mà hỏi dồn ép em vô chân tường không mà lấy gì em hỏi anh trả lời được mấy anh đúng không? Anh chỉ hỏi em có ba vấn đề vừa rồi thôi mà. Ba vấn đề vừa rồi. Cái đó cái tình tài của Mạnh Thường Quân và nếu thẳng nói nếu mà nói phủ phàng á thì cũng không được, mà giải thích rõ ra em cũng biết giải thích như thế nào cho anh hiểu anh rõ nữa. Tiêu xài của Mạnh Thường Quân là nếu mình cảm từ đó là từ mọi người nhận ra, chứ em không được cái vấn đề đó anh nha. Rồi hiện bây giờ là hiện bây giờ là Vinh vẫn tiếp tục hành căng hay sao chị? Cái vấn đề đó thì vấn đề em không biết được, hành căng hành gì em không biết, nhưng mà vấn đề hiện tại bây giờ là tụi em không muốn trả lời gì về vấn đề này. Tại vì mọi bây giờ mình làm thế nào cũng sai, mình làm như thế nào họ cũng nói được, mà giờ tùy tâm thời gian, tùy tâm mọi người suy nghĩ thôi. Em cũng xin phép em không có trả lời được cái câu nói này, câu hỏi này, mong anh quan nghĩ cho em. Chuồng quậy quý vị ha, chuồng liền. Dạ. Đấy, cái bản chất là họ đổ với là họ chuồn. Đụng tới là chuồn thôi, không có ấy được.